Xin chào chị em đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật VIP. Hôm nay bên em sẽ khui một thùng hàng. Thùng này khả năng là máy lọc nước nhỉ. Tại vì nồi cơm nó không thể đóng to như vậy được. Máy lọc nước cho là mấy con máy lọc nước đóng vào một thùng đây. Anh chị còn nào quan tâm đến máy lọc nước Yung Kiềm thì liên hệ với em nhé. Hoặc là xem video này. Bên em thì báo giá trực tiếp trên kênh YouTube Hàng Nhật VIP và kênh YouTube Hàng Nhật VIP 2021. Nếu chị nào muốn tham khảo nhiều loại máy khác nhau của nhiều hãng thì chị có thể vào website nội địa Nhật Bản.net để mình có thể mình xem thêm nhiều sản phẩm khác nhé. Trong này có hai con máy gì ạ? Con này thì khả năng là máy mới 100% này, thấy cái thùng nó vuông vắn nguyên này. Rồi, khui con này nhé. Con này trước. Em đi vận chuyển bên Nhật đi nhé. Tràn toàn là giấy mút hơi nhỉ, hoặc là mấy cái mút êm cho nó đỡ. À, con này được đóng tràn xốp luôn. Con này em nhờ ông anh ruột ở bên Nhật đóng hộ nhé, chứ không người Nhật thì nếu mà ở bên Nhật bên shop bên Nhật họ bán cho mình họ không đóng thùng như vậy cho mình đâu, không có chèn xốp của mình đâu nhé. Đây là nhờ người quen đóng cho nhỉ. Đấy, đóng thùng xốp này thì nó sẽ yên tâm hơn. Thực ra những con hàng VIP ấy nhỉ, những con hàng VIP đắt tiền ấy, thì nếu mà có người quen thì nhờ họ đóng cẩn thận cho thì nó sẽ an toàn hơn. Đây, con này con đắt tiền nhé, con này con Leverlux SD501 Platinum này. Con này máy mới, hiện tại ở Việt Nam mình bán ở mấy cửa hàng lớn họ bán 117 triệu. Mấy con này đẹp đẹp về này. Mấy con này thường thường nếu mà giá nó đâu đó anh chị đấy đủ đầy đủ full hết phụ kiện luôn, mà mua hàng đã qua dụng rồi anh chị ạ, nói chung là nó sẽ đẹp khoảng đâu đó 90 hơn 90% gì đó, thì nó sẽ rơi khoảng trên dưới 40 triệu, tùy theo anh chị lấy phụ kiện và lõi lọc mới hay là cũ cũ nhé, và tùy theo gói bảo hành nữa thì giá khoảng trên dưới 40, có thể là 45 hoặc có thể là 41 hoặc có thể là. Đấy, anh chị nhờ bên em có bán cho cả những anh chị nào về mua về bán lại nhé. Con này thì con VIP của hãng nhé, VIP SD501 này dòng VIP của hãng luôn. Con này sản xuất tại Nhật, điện 100V, nó là hàng nội địa Nhật Bản đấy nhé. Lõi lọc thì 12.000 lít, pH thì con này nó sẽ từ 2.5 đến 11.5. Rồi, đây là con máy em đã khui ra vậy này, chưa lau chùi gì vậy nhé. Đó, con này nó hơi bị xước sát. Cái mặt này thì nó là có một cái lớp siêu bảo vệ này, mình có thể bóc ra thì nó sẽ đẹp hơn. Máy sản xuất năm 2010 nhé.
Rồi, nguyên bản này. Đây lọc HGL này. Từ năm 2010 là 10 trở đi là những cái dòng 501 này nó sẽ chuyển sang lõi lọc HGN. Còn năm 2010 trở lại 2009 đến 8 này là nó sẽ dùng sử dụng lõi HG nhá. Cái này anh chị nhìn nó sẽ hơi bị xước ở khu vực này. Là hơi xước ở cái phần nắp hộp muối này. Chúng mình sẽ hơi xước sát nhé, xước sát thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đó, cái này thì em sẽ test máy, em sẽ lấy video sau thì nhé. Còn này, nếu chị nào để nguyên bản như vậy, lấy đầy đủ nó lọc mới, lọc thô, đổi nguồn, van vòi khóa, em bán cho chị bán cho chị 39 triệu bài một năm. Nếu mà đây lấy đấy thì để đầy đủ phụ kiện nhé, bài một năm đấy, cả lõi mới, lọc thô, đổi nguồn, van vòi khóa, mở nước, 39 triệu. Còn nếu chị không lấy phụ kiện gì đó thì chị cứ liên hệ trực tiếp với em nhé, em báo giá cụ thể cho. Hoặc là không lấy bảo hành, hoặc là lấy bảo hành ít hơn thì như nào đó thì chi tiết thì mình sẽ liên hệ qua điện thoại giúp em nhé, 0938174008, liên hệ Zalo giúp em cũng được. Rồi, em con máy thứ hai. Con máy này là con máy gì các em? Khả năng con này là máy mới nhé. Khả năng thôi, chưa biết là máy mới hay không. Em chưa biết là cái máy gì luôn. Này được đóng xốp hơi luôn. Không phải thùng mới vậy ạ, nó cũng bọc một lớp bên ngoài thôi, một lớp bề cái tông mỏng bên ngoài nữa này, cắt luôn. Ủa, cái bìa đây gọi là bìa cái tông, giấy cái tông chứ không phải bìa nhá, bìa nó dày lắm. À, con này con máy mới vậy này. Đúng rồi, trong máy mới họ bọc thêm một cái lớp ở bên ngoài để cho nó cẩn thận thôi. Máy mới 100% đây. Đây con máy là con máy Engo nhé. Này. Ange này. Mới 100%. Model của nó là AW880. Đó, con máy này thì giá ở bên Nhật thì họ bán theo tiền yên Nhật thì nó cũng rơi khoảng tầm 200 mấy 300 ngàn yên, nó rơi khoảng 5-6 triệu gì đó. Đây này là catalog sử dụng nhé. Đây là miếng xốp bảo vệ máy này, có cái vòi này, có mấy cái van chia rồi nước thử này, nước thử pH đằng nhằng này. Ở đây là cái máy này. Cái máy này được bọc khá cẩn thận đi nhé. Cái miếng xốp của nó... miếng xốp của nó, hai miếng xốp này nó sẽ gần như là bao phủ kín cái máy luôn vậy này. Để như vậy đó. Đó, thường thường cái xốp nó chỉ ngắn đến đây hoặc ngắn dưới thôi. Đây con này xốp dày luôn. Đó. Chưa đúng, lắp vào chưa đúng. Rồi, số bảo vệ khá chắc chắn nhé. Con này thì 5 tấm đi cực, độ pH nó sẽ từ 3 đến khoảng 10.0. 5 tấm đi cực nhé. Em ngồi, nó 100%. Đây pH này, pH từ 1 đến 4 này. 8.5, 9.0, 9.5, 10 chấm. Số 0 là trung tính nhé.
này chuyển chế độ kiềm và axit. Cái này là cái gì đây? Không biết phải đúng nguồn không biết đó. Cái này báo hết lõi lọc này. Cái máy này có một vòi bên trên nhé. Đây, vòi bên trên của nó này. Cái máy này nếu chị nào mua đầy đủ hết phụ kiện các thứ luôn, lắp đặt luôn. Máy phụ kiện lọc thô đổi nguồn van vòi khóa mở nước thì sẽ bán cho chị giá 20 triệu. Vài một năm. Còn chị nào muốn mua về cả kinh doanh thì có thể liên hệ với em để được giá tốt nhất nhé. Rồi, để xin cảm ơn chị đã theo dõi video nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Anh chị nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi thêm nhiều video mới hơn nữa. Và chị muốn tham khảo các loại máy ôm kiềm khác nhau thì chị có thể vào website nội địa Nhật Bản.net để mình xem các loại máy khác nhau nhé. Giá và hình ảnh luôn. Rồi, xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.